Thưa quý vị, câu chuyện nơi ăn chốn ở luôn là nỗi lo thường trực của các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng trong mỗi mùa mưa bão. Cũng vì vậy mà công tác chăm lo, hỗ trợ các trường hợp này xây mới, sửa chữa nhà luôn được các cấp ngành địa phương của thành phố đặc biệt quan tâm, nhất là trong thời điểm cận kề mùa mưa bão như hiện nay. Bà Ngô Thị Thức, trú tại tổ 33, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, vừa là phụ nữ đơn thân, vừa là hộ nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhận thấy căn nhà của bà đã bị dột nát, xuống cấp nghiêm trọng, Ủy ban Nhân dân phường đã vận động từ nguồn quỹ vì người nghèo, cùng với sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo Bắc Hạnh thành phố để triển khai sửa chữa lại nhà cho bà Thức với tổng kinh phí khoảng 87 triệu đồng. Chỉ trong vòng một tháng, với sự quan tâm và giúp đỡ của địa phương, việc sửa chữa đã cơ bản hoàn thành. Bây giờ phường thấy hoàn cảnh của tôi với rửa là thấy giúp đỡ rất là nhiều, các ngành giúp đỡ quá rất là nhiều, cho nên là tôi rất cảm động. Trong cái sở trong thì thấy cũng kháng trang, cũng là biết ơn các cấp. Từ khu dân cư có cái đề xuất liên quan tới một cái trường hợp là cô Ngô Thị Thức có cái hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi cũng tập trung và chúng tôi cũng đã tổ chức cải tạo sửa chữa, thì đến nay là cơ bản nhà của cô Thức cũng đã hoàn thành để mà đảm bảo trong cái mùa mưa bão sắp tới. Để có thể hỗ trợ người dân xây mới, sửa chữa nhà trước mùa mưa bão, ngay từ đầu năm, cấp ủy các địa phương, tương tự phường Thanh Bình, đã chủ động rà soát, lên danh sách các hộ thuộc diện nghèo, khó khăn, các trường hợp có nhà không đảm bảo tiêu chuẩn, kết cấu để phòng chống mưa bão. Từ đó bắt đầu vận động nguồn lực từ cơ sở, nhất là các đoàn thể mặt trận để có thể nhanh chóng triển khai việc xây mới, sửa chữa nhà. Đến nay hầu hết các địa phương đã hoàn thành công tác này. Riêng về công tác an sinh xã hội thì tập trung đi khảo sát, vận động ngay từ năm trước kia. Thì chúng tôi đã tới hỗ trợ làm tất cả các giấy tờ và giấy phép xây dựng cho từng nhà. Đa số những hộ nghèo thì họ không cắn là cái giấy tờ nhà đất, do đó thì Ủy ban dân phường cùng với mặt trận cũng đã hỗ trợ để làm tất cả các thủ tục của người dân. Do đó thì khi nộp lên cấp trên thì cũng đã được đồng ý hỗ trợ và hoàn thành. Ngay từ đầu năm thì phường cũng trên cái danh sách các cái hộ nghèo của phường, phường họp hội đồng rồi xét chọn các cái hộ có hoàn cảnh khó khăn, các cái hộ nghèo của phường để hỗ trợ sửa chữa nhà để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Thì chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ và vận động rất nhiều mạnh thường quân để mà triển khai cái nội dung này. Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo trước mùa mưa bão là một trong những chính sách an sinh xã hội của các địa phương Đà Nẵng trong nhiều năm nay. An cư rồi mới lạc nghiệp. Chỉ khi có một mái nhà yên ấm thì các hộ khó khăn này mới có thể vượt khó làm ăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững của thành phố.